ở đây là khoảng năm thời năm 85 86 là có súng luôn. Nếu mà ông cần vô rừng này xâm phạm là bắn ông bỏ luôn. Ông nói ha, bữa đó ông đâm một con cá bông rồi đó ha, nó gượt ông kèm cái nè chìm xuồng luôn, Không nổi luôn. chìm xuồng luôn. Nếu mà con cá bông cái độ bao lớn là chiều dài chắc cỡ 2 mét là ông biết cỡ bông. Nhưng mà sau này á thì như mấy anh kia còn nông trường này người ta cũng quản lý mỗi mỗi một bầy cá bông thì người ta biết là mỗi một bầy là một cặp, thì ví dụ năm bầy là năm cặp thì người ta biết nó còn cái con nói chung là từ giá 15 20 kg là chuyện rất bình thường, 15 kg bình thường. nó là bình thường. Nhưng mà đến đến cái thời điểm bây giờ giả sử Còn đi. nhưng mà nó không biết bây giờ nó di dời về đâu, những cái khu mà trữ nước á nó sinh sống vô đó mình không nắm được. Theo tôi biết gần đây thì tôi bơi một cái bữa đó bơi cái xuồng, tôi bơi cái xuồng đi cắt cỏ cho mấy con dê với là điểu ăn đó, nguyên con cá bông nó nổi như nè, Biết bơi luôn. nó nổi cách cái xuồng nó khoảng 1 mét, mà tôi nhìn tưởng ma nhát đó. À, nó nổi lên nó từng thở nó hả? chừng nó theo con đó, đó. Tôi À. hoảng hồn tôi bơi đi xuống cát luôn, tôi ra luôn, mà tôi ra tôi lạc đường tôi biết bận bơi luôn, vô khu rừng nào không biết đường ra. Nó táp dịch tôi ha, nó táp dịch tôi Rồi nha, buộc luôn. rồi mới đầu tiên mất cái giò ăn hồi mất da bụng xong rồi cắn bỏ nghỉ xuống kết thúc chương trình luôn, không bắt dính luôn. Cái đầu tiên tức quá trời tôi về tôi bay ra chợ liền mua 3 con dịch vô bỏ túi cũng làm y hoài luôn nữa, cũng chết nữa móc con dịch nữa coi sao mà nó táp hoài à, chẳng lẽ mua áo giáp mai cho nó. Tức quá trời thứ nào chưa nói. Hy sinh con thứ ba, bây giờ mà chơi bây giờ dịch thì lội, bây giờ chơi dịch không lội dịch bay mặt nước nhào lên táp kéo con cá lên là ức nhẹp mình tôi, về bữa sau tôi bệnh 3 ngày. Quyết định là con vịt thứ ba là phải bắt chính được cá đó không? Nhớ tôi mà nó mê nha, nhưng mà sau này cho tôi nghĩ câu, nói chung là từ lúc mà vô đây lúc mới vô đây thì cũng cầm câu rồi cái bên nông trường cũng nhắc nhở rồi cái tự động cái mình ở trong nông trường mà mình xách câu câu nhấp dịch vậy rồi người ta ở ngoài sao, bởi vì mình thấy nó cũng kỳ. Mai anh viết kiểm điểm nộp lên phòng anh Dũng với tôi nha. Nếu mà ông thấy cá bông nha, tôi bảo đảm nếu mà dân thường vô đây đó, dân thường vô đây thôi thấy cá bông quảng hồn xách câu chạy liền, nó nổi đầu đen thui vậy nè, ông dám ở không? Tớ thiệt luôn á. Không, nếu mà đầu như vậy có 3 kg thôi anh đâu. Gì như, nè. Như vậy 3 kg thôi. Nó chừng không có đâu. Trời ơi, nếu mà lớn nè. Như vậy phải từ số 10, số 12 cái đầu nó mới lớn mà. Thì mấy con cá em nổi cái đầu lên em hết hồn luôn. Kêu bằng dũng mới cảm. 9 kg rồi đó. Dũng cảm Việt Mỹ nó mới dám chơi cái kèo này chứ dễ ăn nó luôn. Nó dính vô thứ nào chứ nổi. Mấy ông mà chuyên nghiệp hồi đó đó ha, là lấy cái cây mà kêu bằng lao cá sấu lao đó, một đầu mà nhọn một đầu gì nè lao, nó kéo xuồng chìm luôn mà sợ luôn. Bây giờ không tin nếu nó chỉ ông đó, ông bảo vệ năm 86 87 đó đây khu này nè, ông hỏi cây gì đầm khu vực nào lắm hết mà ông ngộ ông nói chuyện thiệt luôn. Thưa các bạn, đây là một nhân vật còn sống. Đây là bác Ba Phi của vùng Hậu Giang chứ không phải đồng đồng Tháp 10 nha. Mà nói cái đó là kể thiệt đó, ông nói thiệt đó. Khi nghe lời kể về con cá bông thì mình cũng rất là tò mò. Mình muốn biết con cá đó nó như thế nào, nó to như thế nào. Nghe nói nó dài tới 2 mét. Ta là đang có mặt tại Lung Ngọc Hoàng cùng với cả Tem. Giờ là set up chuẩn bị đi chiến với con cá lóc bông siêu khủng ở đây nha mọi người. Và cá lóc đen ở đây rất là nhiều luôn rồi. Sáng sớm mình tranh thủ đi không rồi, tại vì buổi sáng cá nó mới ăn mạnh mà. Rồi cả em mình di chuyển mà. Lấy xuồng đi em, tao lấy xuồng đi. Mình vừa tiếp là đang ở trên xuồng nha.
tay sẽ chạm trước cá bông 2 mét nha mọi người. Thực ra thì hôm qua thì tối hôm qua thì mình có lên đây và nghỉ ở đây một đêm rồi. Thì được nghe anh một cái anh giữ rừng ở đây á thì nói là có những con cá bông á dài 2 mét đó mọi người. Mà những cái con cá bông mà dài 2 mét á thì nó sẽ nặng khoảng là hàng một ít luôn á, hàng tầm mười mấy ký á đây. Thì mình nghe được cái tin đó mình cũng rất là vui luôn, mà không biết là mình có may mắn chạm được nó không đây. Hôm nay thì mình và Tiết nha, bây giờ đang di chuyển nha anh em ơi. Anh em đón xem nha. Đây cá thi nha. Con này cá thi nha. Đó, trời trời trời. Có cá nó rượt mấy cái con nha. Em hiểu không? Mình thấy nó đậm lắm. Rồi một pha táp khủng cho em là được. Một pha táp khủng khủng là được. Quá trời chim chóc nó kêu. Lên hả? Khách lên vườn hả? Trời có lý quá ha. Lâu hồi nãy là mình chỉ đánh kinh thôi mà nhưng không có dính được. Bây giờ thì trèo lên những cái láng này. Đó, mọi người đang đi đó. Em thấy không? Cũng có một anh đang bơi trước. Quá nhạy anh em ơi. À, nó đụng cá rồi. Woo! Trời ơi. Cá cũng khá to anh. Ai. Máy mới cần mới nha anh em. Đó. Lên hàng nha anh em. Cái gừng ăn sướng quá. Quá tuyệt luôn mọi người, anh em ơi. Đã quá anh em ơi. Ồ, ném đưa đường đầu tiên là nó trong mé anh. Nó nghe chủng chủng là nó chạy cho em theo, tới theo rồi, nó rồi rồi. Ok, đẹp rồi. Bông đẹp. Đèn thui. Cái này đâu bên thua là đẹp quá ha. Đẹp. Để xuồng hay là để cho bụi cỏ nào để chụp cần máy luôn. Để đất luôn nha. Được luôn. Có hàng. Ồ đẹp quá. Ờ.
câu dính được một con lóc đen rồi thì chắc giờ thì cũng chưa rồi anh em, chắc giờ thì chưa rồi, cá nó cũng không ăn mạnh cho mấy. Nên cậu đang tí mình vô mình nghỉ mệt tí, chiều mình sẽ ra câu tiếp nha anh em ơi. Điểm thì quá đẹp luôn, em thấy cái điểm không? Trời ơi quá trời im luôn mà, trời nắng quá cá nó không ăn nữa nè. Nạp năng lượng nha, nạp năng lượng để chiều câu tiếp nha nè. Uống gì luôn, quên ăn luôn. Câu cả buổi sáng thì chỉ được một con cá lóc đen thôi chứ không phải lóc bông anh em. Thì bây giờ là mình tiếp tục mình câu nữa cái điểm này. Cái thứ đó. Những cái hàng xây cá to là mình phải sử dụng dây lớn mới bắt được nha anh em ơi. Anh em lưu ý này giúp em nha. Dây này dây Barramundi 3 chấm nha. Còn leader của Sierra nè. Anh em câu cá to thì sẽ độ hơi to giúp em nha. Câu cá to không nên dùng dây nhỏ nha. Cho dây này đúng tiết diện á. Phim này làm phim nhé cái này. Cái gì kia không biết thở cái gì nữa. Cái gì kia nó thở không biết cái gì mà to quá. Cá bông khá là to mọi người, nó tát cái chỗ đó là cái rất là to luôn, nó tát chỗ đó mọi người. Mình chưa sóc lưỡi nha, bây giờ mình tập trung đánh nữa nha mọi người. Đấy, nó tát lớn mọi người. Lớn lắm. Nó thùng. Sau một ngày đi tìm con cá cải lóc bông dài 2 mét thì thấy duy nhất được một pha táp mọi người. Nãy anh em thấy được một pha táp thôi. Và lên được một con cá lóc đen nha. Hôm nay cái bộ này chưa có may mắn mọi người. Còn một cần thủ đang kiên trì câu rồi, giờ đã chiều rồi. Câu lóc bông tự nhiên dễ không em? Không dễ tí nào nha anh em ơi, thật sự không dễ tí nào. Không dễ tí nào nha. Bây giờ là hẹn anh em. Hẹn anh em một chuyến mình đi câu lóc bông nữa nha.